Tháng 10 năm 2021, thành phố Hưng Yên chính thức đưa vào vận hành thí điểm trung tâm điều hành đô thị thông minh nhằm nâng cao năng lực quản lý các hoạt động trên địa bàn. Sau gần một năm thí điểm, hoạt động của trung tâm đem đến những hiệu quả bước đầu trong việc quản trị đô thị theo hướng thông minh, hiện đại và nhiều tiện ích. Đầu tháng 7 vừa qua, dự án làm mới vỉa hè được triển khai thi công đoạn qua địa phận cửa hàng Anh Vũ Văn Phóng, đường Điện Biên 1, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên. Tuy nhiên, sau khi hoàn thiện đơn vị thi công đã không dọn dẹp mà để vật liệu ngổn ngang. Việc này đã gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến kinh doanh đi lại. Trước sự việc trên, anh Phóng đã truy cập vào ứng dụng của Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh của thành phố để phản ánh sự việc trên. Chúng tôi đã gửi kiến nghị lên cổng thông tin thành phố và sau đó cũng đã được giải quyết xong xuôi và sạch sẽ. Với việc lắp đặt 12 camera tại các vị trí quan trọng của thành phố, như camera an ninh giám sát, phạt nguội, phản ánh kiến nghị của người dân, giám sát các thông tin trang mạng, tích hợp các thông tin của các sở, ban ngành, đã giúp thành phố tổng hợp tất cả các nguồn thông tin dữ liệu của đô thị thuộc nhiều lĩnh vực. Trong đó có cả những phản ánh kiến nghị của người dân về những bất cập trong đời sống như an ninh trật tự, an toàn giao thông, môi trường. Với chính quyền, thông qua smartphone theo hình thức đăng ký tài khoản trên ứng dụng Hưng Yên Smart City. Đến nay đã có gần 7.000 tài khoản đăng ký sử dụng. Có hơn 100 trên tổng số 140 ý kiến của nhân dân được xử lý, phát hiện trên 143.000 lỗi vi phạm an toàn giao thông, tương đương với số tiền nếu áp dụng phạt nguội trên 41 tỷ đồng. Tôi cũng có cài cái ứng dụng Hưng Yên Smart City. Thì khi mà cài trên đấy thì tôi được xem những cái thông tin phản ánh của người dân thành phố đều có cập nhật và đều cũng giao cho các bộ phận chuyên môn để vào xử lý. Đối với giao thông, ví dụ như là ở cái ngã tư, phương tiện qua lại rất là nhiều. Thế thì có những cái phương tiện là coi như họ sang đường rất là bừa bãi, họ đi quá, họ đi chèn cả những cái vạch giải phân cách, đi chèn qua đầu xe khác. Thì tôi mong muốn là khi mà có cái hệ thống camera này thì sẽ ghi lại hình ảnh và xử phạt những cái xe, những cái phương tiện như thế. Thì cũng để coi như là răn đe và cho người dân khi mà đi lại thì có cái ý thức hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện cái cơ sở pháp lý cũng như là xây dựng các cái quy chế để đưa vào vận hành thực tế. Người dân thì cũng chưa được tiếp cận nhiều, thì trong thời gian sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục để tuyên truyền cũng như là vận động người dân cài đặt cái tài khoản trên cái ứng dụng của Smart City. Để hoàn thiện trung tâm điều hành thông minh cùng với chờ ban hành cơ chế của cấp có thẩm quyền, thành phố Hưng Yên đang tiếp tục xây dựng quy trình phối hợp các hệ thống tại trung tâm điều hành thông minh, nhất là hệ thống giám sát thông tin mạng, giám sát an ninh, kết nối và khai thác dữ liệu, ứng cứu khẩn cấp, góp phần xây dựng thành phố Hưng Yên trở thành đô thị thông minh đi đầu trong chuyển đổi số.